Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh xe 24 giờ của mình. Đầu tiên mình cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký kênh YouTube của mình và những anh em mà đã chưa đăng ký kênh của mình và chuẩn bị đăng ký kênh của mình thì một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Đấy. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe i10 sản xuất 2020 bản hatchback số sàn bản thiếu anh em nhé. Thì hôm nay bản này mình đang bán trên thị trường đang giá như nào và đại lý mình đang bán với giá cho anh em ra sao, và option của bản sản xuất 2020 này nó có khác gì 2019 hay không, thì mình xin phép được giới thiệu cho anh em chi tiết đầy đủ luôn. Thứ nhất về phần giá thì con này là i10 bản 2020 này, bản thiếu này, thì trên thị trường giá niêm yết của nó trước đi, giá niêm yết nó đang bán là 330 triệu từ giá từ nhà máy. Còn giá bán có đại lý bây giờ người ta đang bán là khoảng 320 triệu xe sản xuất 2020 anh em nhé. Còn riêng đại lý mình đang bán với 317 triệu anh em ạ. 317 triệu anh em nhé, xe sản xuất 2020. Bản này thì có hai màu thôi, màu trắng và màu bạc. Bản thiếu mà anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu cho anh em về các option của bản thiếu này thì nó có thay đổi gì hay không. Thứ nhất về mặt kế ca lăng. Mặt kế ca lăng vẫn là hình lục giác ngôn ngữ của xe Hyundai, mà dạng là dạng thắng nước đấy. Ngoài ra thì trên này thì logo, đây là logo của Hyundai này. Còn bản đủ của nó ấy, thì có thêm cái lẹp đằng này, nó sẽ là lẹp chrome anh em nhé. Còn đây chỉ là lẹp nhựa thôi vì nó là bản thiếu anh em ạ. Đó. Giới thiệu với cả anh em về cụm đèn của bản thiếu này thì nó cũng không khác gì cho cơ bản đủ và bản số tự động và bản số sàn của tất cả các phiên bản luôn anh em nhé. Đó. Thì đây là mình giới thiệu cho anh em đèn gầm của, có đèn gầm hay không, nó không có đèn gầm, không có đèn led ban ngày luôn, nó chỉ có mỗi cái hốc gió ban ngày thôi. Đây hốc gió đây anh em. Đó. Ok, mình sẽ ra sườn xe thì bản này xem nó có những gì hay không anh không nhá. Đây sườn xe thì vẫn là sườn xe dập lỗi với ngôn ngữ dập lỗi rất là trắng chắc chắn và khỏe khoắn một chiếc xe. Nhưng bản này, bản thiếu này thì nó sẽ không có cái thanh lẹp vào đằng này. Đây, thanh lẹp đằng này thì chỗ bản đủ sẽ có cái thanh lẹp chạy dọc từ đến cuối thân xe, màu đen, nhặng nhựa. Đó. Thêm được cái ấy thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của bạn sang trọng hơn, dài xe hơn và cũng rất là tinh tế luôn. Và phần sườn xe này nó có khác cái điều gì nữa? Đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em về phần bánh xe. Bánh xe thì là vẫn là vành của nó vẫn là vành 14 inch giống tất cả các phiên bản. Đấy, nhưng mà nó lại là vành sắt thôi. Đấy, nhưng mà nó là phanh đĩa phía trước và phanh sau sẽ là phanh tăng trống. Phanh sau sẽ là phanh tăng trống. Đó. Ngoài ra thì nó hệ thống treo của nó là treo Max version phía trước và treo sau là treo liên kết. Đấy. Phần sườn xe tiếp theo nữa là phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì là cùng màu thân xe, sẽ có chỉnh điện nhưng không có gập điện. Không có gập điện. Nếu mình muốn gập điện mình phải chế thêm một cái motor nữa. Đấy. Thì xi nhan thì lại là xi nhan trên thân xe. Xi nhan thân xe. Dạng thì nó là dạng đèn halogen thôi. Đấy. Chưa? Cũng đèn khác biệt nữa, nó chính là tay nắm cửa. Tay nắm cửa các bản đủ của nó thì sẽ là tay nắm cửa mạ chrome. Còn đây là tay nắm cửa cùng màu thân xe. Đó. Cùng màu thân xe cho tất cả bốn cánh cửa. Đây mình sẽ pha phần phía sau. Đây phần đây. Bánh sau sẽ là phanh tăng trống này anh em này. Phanh tăng trống này. Đây phần phía sau, phần đuôi xe thì bản này có gì khác biệt hay không? Thứ nhất là anten thì vẫn là anten dạng cột thôi. Còn đây là đèn báo phanh trên cao này. Phần đuôi xe thì của i10 bản số sàn bản thiếu này thì nó vẫn là cái thiết kế nó vẫn như vậy thôi, nó không khác gì so với cả bản đủ số sàn. Nó khác nhau cái điểm thêm là cái tính năng an toàn nó thôi. Đằng sau này ấy, thì có bản đủ của số sàn ấy thì sẽ là có cảm biến lùi 4 mắt. Đó. Còn ở dưới chỗ phần cản sau. Còn bản thường, còn bản đủ của nó thì sẽ là có đầy đủ. Còn đây là cái cản sau của nó này.
đằng sau này, và đây là đèn đèn sương mù phía sau. Đây mình sẽ quay cho anh em cái phần bô xe. Bô xe thì cơ bản thôi, không gì nổi trội đặc biệt cả. Đây, cái đằng sau này có thể cả cần gạt mưa này. Đây, mình sẽ quay luôn cho anh em về đằng sau này tranh thủ luôn thì phần mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này đang tiêu hao nhiên liệu như nào. Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị đang là 6 lít 71 này. Ngoài đô thị là 4 lít 61 này. Và kết hợp trung bình nó là 5 lít 4. Ok, mình sẽ vào trong nội thất mình giới thiệu đây. Đây là nội thất của xe i10 bản bay, bản taxi đây. À, nội thất thì nó là nội thất màu đen kết hợp cái màu be. Thì kết hợp sự hài hòa này cũng cảm giác trên xe cũng khá là sang trọng. Đó. Thì ghế thì mình sẽ giới thiệu luôn được anh em về ghế luôn. Ghế của xe i10 bản thiếu này thì ghế là viền, nó là viền da, đằng này da, dưới chân này da thôi. Mà trong sẽ là lỉ. À, ghế thì nó chỉ được chỉnh 4 hướng thôi. Hướng lên xuống này. Và hạ lưng ghế đây này, hạ lưng ghế thôi. Không lưng được chiều cao ghế. Không lưng được chiều cao ghế anh em nhé. Đây, mình sẽ quay lên vô lăng. Vô lăng thì vô lăng là nhựa thôi anh em. Mọc nhựa thôi. À, nhựa thường thôi. Nó không được bọc da như là cái phiên bản đổ và phiên bản số tự động. Nó là bọc nhựa thôi. Đó. À, khi bản này thì nó vẫn được điều chỉnh được 4 hướng là lên xuống và gật gù. Một số các bản cao cùng phân khúc này và bản thiếu như này thì họ cố định luôn, họ chỉ là gật gù thôi. À lên đúng rồi, gật gù thôi. Đây mình sẽ quay phần cánh cửa của bản này thì có cái điều gì không? Thì nó cũng đơn giản, không có gì cả anh em nhá. Đây là cũng có điều chỉnh đây này, đây là điều chỉnh mặt gương. Đó, điều chỉnh mặt gương này, 4 hướng này. Nó điều chỉnh mặt gương 4 hướng, không cụp gương được. Đó, đây là khóa kính chắc anh em nó biết rồi đúng không? Hạ cửa kính các bốn cánh cửa. Và phía dưới này là ốc để nước khá là rộng. Ok, mình sẽ vào bên trong nội thất. Đây, mình đã vào bên trong nội thất rồi. Thì mình giới thiệu luôn cho anh em. Đây là chìa khóa của xe i10 bản taxi. Thì nó sẽ có chìa khóa cơ. Chìa khóa cơ này. Và có 3 nút bấm này, khóa này, mở này và mở cốp này. Đó. Được, đây này mình sẽ cụp xuống được này. Nhìn cũng khá là hiện đại chứ đúng không? Ok, mình sẽ thử cắm thử vào trong ổ luôn. Này, ổ nó thì nó sẽ là ổ cơ thôi. Đó, ổ cơ đây này. Mình sẽ bật on lên nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu với anh em về màn hình hiển thị đa thông tin của chiếc xe i10 này. Màn hình hiển thị đa thông tin này ấy, thì nó có ánh sáng ấy, khá là đơn giản thôi. Nó không có gì nổi trội và đặc biệt cả. Nó đầy đủ các thông tin. Ví dụ như đây là vòng tua động cơ này, công tơ mét này, nhiệt độ nước làm mát này, nhiệt độ nước mát này và mức xăng này, mình đang đi trên đường này, và rất nhiều các thông tin khác nhau anh em nhé. Đó, đây mình sẽ lại giới thiệu về các cái cần. Đây là cần điều chỉnh ánh sáng này, thì nó có điều gì không, nó cũng rất là cơ bản bởi vì đây bản thiếu, đây là phân khúc hạng A, nó chỉ có vậy thôi. Đây đèn măng tét này, đèn cốt này, đó không gì cả. Đây mình sẽ sang quay cho anh em luôn cái gạt mưa. Gạt mưa bản này thì nó cũng không có gì cả. Đây. Đó, nó không chỉ có cái nút điều chỉnh gạt mưa theo các tốc độ khác nhau. Đó. Đây, mình sẽ giới thiệu với anh em về bộ giải trí thì chiếc xe này có gì không. Mình giới thiệu luôn anh em về giải trí, nó không có một cái gì luôn. Nó đây là phần, anh em đây không nghĩ đây nó là màn hình nhé. Nó là chỉ là màn hình chờ thôi. Ốc chờ thôi, mình có thể bỏ ra mình chế thêm một màn hình khác. Còn giới thiệu với anh em nữa là cái hệ thống điều hòa. Điều hòa của i10 chung đều là điều hòa cơ chỉnh tay. Gồm có các nút, đây là điều chỉnh hướng gió này, tốc độ gió này. Và đây là nhiệt độ này. Nóng lạnh điều chỉnh này, bật tắt điều hòa này, sấy kính sau này. Lấy gió trong, lấy gió ngoài đây. Đó.
Bàn này thì nó có 4 cửa gió. 1 đằng này, 2 đây, 3 đây và bên này nữa là 4 cửa gió. Ở đây mình sẽ quay luôn anh em về phần trần xe. Trần xe thì con i10 này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nó cũng bo 3 cái chế độ thôi. Luôn luôn tắt. Mở cửa thì sẽ sáng và luôn luôn sáng. Đó. Ông cơ bản thôi anh em nhé. Này, xem là phần cốp phụ xem có gì không nào. Đây, cốp phụ đây. Cốp phụ khá rộng này. Khá rộng nhé. Anh em để đồ thoải mái luôn. Mình sẽ ra cốp của xe xe này thì nó có rộng không? Mình sẽ mở cốp luôn cho anh em xem. Đây nhá, mình sẽ mở ra cho anh em xem nó có rộng hay không này. Anh em thấy thế nào? Có thấy rộng không? Mình đánh giá rất rộng luôn nhé. Mình đánh giá rất rộng luôn. Nếu mà anh em nào mà muốn để đồ cao rộng lên ấy thì mình có thể là mình hạ hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của mình chỉ gập được sập phẳng thôi, không được 60 40. Nếu mà anh em nào mà có người ngồi sau thì xác định là sẽ không gập được. Chưa? Mình sẽ mở luôn cho anh em cái lốp sơ cua của bản này thì có cái gì không nào. Đây lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua thì là lốp vành sắt giống như thế nhá, cũng vành 14 inch. Đó, nó cũng không có gì nó là đặc biệt cả. Đây, mình sẽ hạ hàng ghế thứ hai xem nó rộng như nào luôn cho anh em. Ơi, mình đã gập hàng ghế thứ hai xuống, anh em thấy nó nào, có rộng không? Rất rộng luôn nhá. Mình có thể là mình bỏ thêm được cái tấm chắn này. Mình để thêm được rất đồ cao nữa, thoải mái luôn. Đấy, bỏ hẳn cái tấm chắn chắn đồ đi lại. Bỏ ra thì mình còn để được thêm rất là nhiều luôn. Anh em thấy thế nào? Rộng chưa? Rất rộng luôn. Nếu mà bác nào mà đang nghiên cứu xe bán tải mình mà muốn đi vào phố chật hẹp thì mình sẽ lựa chọn loại này, mình thấy là rất hợp lý luôn. Giá thành rẻ, rất tiết kiệm nhiên liệu. Ok, mình sẽ sang hàng ghế thứ hai, mình sẽ giới thiệu cho anh em hàng ghế thứ hai nó có rộng hay không nhé. Mời hàng ghế thứ hai của xe i10 bản thiếu, bản bay, taxi. Bản này chỉ phục vụ xe kinh doanh thì hợp lý nhất. Đấy. Bản này thì ghế thì nó là ghế lỉ thôi này. Ghế lỉ thôi. Nó sẽ sàn nó sẽ gập là gập sầm phẳng luôn nhé. Nó không gập được 60 40 đâu. Rồi mình gập cho anh em xem. Chưa? Đó. Hàng ghế thứ hai này thì ngồi khá là rộng rãi này, mình sẽ ngồi thử luôn cho anh em xem. Đây, mình cao 1m80 nhưng để chân thoải mái luôn. Rất rộng luôn. Đó anh em thấy thế nào? Đây, mình sẽ quay lại cho anh em xem cái tổng thể của hàng ghế đầu tiên của bản thiếu này, bản chỉ phục vụ chủ yếu dành cho xe kinh doanh này. Thì anh em thấy cùng phân khúc với cả chiếc xe này, bản kinh doanh như này thì có cùng đối thủ như này thì nó có thấy xứng tầm để chiến đấu với cả đại lý bên những chiếc xe khác hay không? Đó, anh em thấy thế nào? Từ thiết kế tổng thể cho đến từng chi tiết một, nó rất hài hòa, hiện đại và tinh tế. Ok chưa? Giờ mình sẽ mở ra động cơ xem nó có gì không. Mình lại giới thiệu cho anh em. Ơi, đây là động cơ của xe i10 bản bay, bản taxi, bản sang xe kinh doanh. Đây, bản này thì đang là công suất của nó là 87 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đang là 119 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút. Cái bản này thì dung tích bình nhiên liệu nó là đang 43 lít. Đấy, hộp số là hộp số tự động 5, à hộp số sàn 5 cấp. Đó, đây là chi tiết gồm có là hốc cửa gió để trên cao rồi nhé. Nên là nước rửa kính này, động cơ này và cầu chì này, ắc quy thì bản này thì ắc quy khô rồi nhé. Ắc quy khô này. Chưa? Giờ mình sẽ ra quay tổng thể chiếc xe này và tính năng an toàn của chiếc xe này đang là có những cái gì. Mình sẽ quay luôn cho anh em. Đây, anh em ơi, đây là tổng thể của chiếc xe nhé. Kích thước tổng thể của chiếc xe này đang là 3m765 này. Rộng 1m660 và cao 1m505. Chiều dài cơ sở nó đang là 2m425. Chiều dài cơ sở dài như này ấy, thì nó giúp cho cái khoang ở bên trong nó rất là rộng luôn. Đấy, khoang hành khách phía trong ấy rất là rộng luôn. Bản này ấy thì nó có hai màu duy nhất là màu trắng màu bạc thôi. Chắc mỗi mình giới thiệu cho anh em rồi. Còn cái nó có tính năng gì không và có tính năng an toàn như nào? Thứ nhất là
An toàn ví dụ như là phanh ABS thì có hay không? Không có nhá. Phanh ABS không có này. Cưng hệ thống phân bố đúc phanh điện tử EBD cũng không có luôn. Và hệ thống ESC cân bằng điện tử xe thì cũng không có. Cũng không có luôn. ESC là chỉ cho dành cho bản số tự động thôi, còn bản số sàn sẽ không có cân bằng điện tử xe anh ấy. Cù cả bản đủ đến bản thiếu luôn. Đấy, còn ABS còn EBD ấy, thì các bản đủ của số tự động và số sàn đều có hết. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem kênh của mình, video của mình. Anh em có thấy hay thì hãy like và sub kênh YouTube của mình nhé. Còn nếu mình còn thiếu sót những cái gì thì anh em cứ một comment phía dưới. Còn giá cả để anh em được giá tốt nhất thì anh em cứ gọi điện cho mình nhé. Giá mình sẽ được giá được tốt hơn. Giá hiện tại khả năng mình sẽ vẫn xin được cái giá tốt hơn so với giá hiện tại bây giờ. Cảm ơn anh em đã xem kênh video của mình.